Theo yêu cầu của một số bạn muốn mình review về con nhọn, một đứa con gái có cặp mắt sắc, khuôn mặt gãy, lỗ mũi thâm và cái mỏ vô cùng nhọn, hai bên mặt thì đầy tàn nhang, màu lông thì xấu hết chỗ nói. Một cô gái có độ giả chân tới nỗi nguy hiểm, đây cũng là người phụ nữ xấu nhất tại nhà của Khế Thúy. Nhưng cô ta vẫn rất là tự tin về cái nhan sắc của mình. Biết chị của mình vừa xấu xí mà vừa mặt dày cho nên Khế Thúy cũng rất là thương chị của mình. Vì xấu quá cho nên con mèo nào gặp cũng giả cũng đánh hết. Chỉ có Khế Thúy là không đánh thôi. Thật ra bản chất của con nhọn này nó hiền nhưng mà trời sinh sao cái mặt nó gian quá, khiến cho con mèo nào nhìn thấy nó cũng không ưa hết. Và kể cả tôi là con người, tôi nhìn thấy nó tôi cũng cảm thấy xốn xang trong lòng. Tại sao con chị đại nó đẹp như vậy, nó đẻ ra con có khuôn mặt như vậy, một khuôn mặt gian xảo, nhìn vô ai cũng phản cảm hết. Tại sao vậy nhọn? Mày cũng hiền mà sao cái khuôn mặt của mày nó kỳ vậy hả? Trừ con Khế ra, con mèo nào nhìn cái mặt của nó cũng ghét hết. Nó ngon vậy đó. Thông thường những con mèo mình chơi nó xấu nó giận nó hờn, còn con nhọn này chơi nó xấu cái mặt nó tỉnh bơ y như tượng đá luôn. Nhọn và Khế đúng là hai chị em không cùng cha cùng mẹ, nhưng mà hai đứa giống nhau màu lông và hai đứa cái mặt dày giống như nhau. Con Khế nó hơn con nhọn ở chỗ cái mặt của nó vừa dày mà vừa nọng luôn. Tôi tin Khế và nhọn là một cặp đôi trời sinh. Và phần review về con mèo tên nhọn đã hết rồi, tạm biệt mọi người nha. Cái con nhọn này suốt ngày chọc ghẹo con bầu hoài luôn. Hồi đó con ngầu ăn hiếp nó, bây giờ ngầu nó có bầu nó ăn hiếp ngầu lại nha. Nó chọc con ngầu bằng cách nó đưa cái mặt cho nó kênh với ngầu, cho ngầu la làng, cho ngầu chửi nó hoài sùm. Cái này nó học ở đâu ra cái tánh chọc ghẹo gì không biết nữa. Ở cái chuồng con ngầu vẫn có con khác nằm, lại là con dòi. Khế nằm ở trên, Khế nó mập nữa chắc lủng cái chuồng quá. Tôi thì đang dọn dẹp vệ sinh trong phòng mèo, con ngầu nó thấy tôi ở đâu nó chạy lại gần, nó ủi nhõng nhẽo à. Nó làm như trong này nó bị ăn hiếp vậy đó, mà thật ra trong này nó bá đạo hơn người khác. Ở trong này phần lớn là nó ăn hiếp người ta không đó, cỡ này bị con nhọn cà khịa thôi, chứ hồi đó nó ăn hiếp nhọn không luôn đó. Giờ thì khỏi nói, không ai dám gớ con giờ đâu, vẫn chưa đẻ nha. Tình mình còn lắm đông đầy.